Quy định tiêu chuẩn phân tầng xếp hạng cơ sở giáo dục đại học đã chính thức có hiệu lực từ cuối tháng 10 vừa qua. Theo đó thì các trường sẽ được phân định chức năng rõ ràng, định hướng nghiên cứu, ứng dụng hay thực hành, thay cho trước đây một đại học có thể đảm nhiệm hai hoặc cả ba chức năng trên. Vâng, và bên cạnh đó thì các trường cũng sẽ có thứ hạng để xác định chất lượng việc, và việc phân tầng xếp hạng sẽ là bước quan trọng để đưa giáo dục Việt Nam bắt kịp với khu vực và thế giới, đồng thời là các thí sinh sẽ có cơ sở để chọn trường. Phóng sự sau đây sẽ giúp quý vị hình dung rõ hơn là Bộ Giáo dục và Đào tạo và các trường đại học đang chuẩn bị như thế nào trước sự thay đổi quan trọng này. Sứ mệnh, mục đích đào tạo của mình là gì? Những trường vẫn còn mơ hồ hay lững lờ, chưa biết theo hướng nào, giờ sẽ phải chọn một con đường. Cũng sẽ có thứ hạng để xác định chất lượng các trường từ cao xuống thấp. Điều này sẽ cải thiện tình trạng vàng thau lẫn lộn như hiện nay. Nhìn vào bảng phân loại này, thí sinh sẽ bớt băn khoăn khi đứng trước bài toán chọn trường và chọn ngành. Chúng ta thực hiện xong được cái phân hạng thì chúng ta sẽ thấy rõ cái sự phân hóa giữa các trường đại học. Và cái này nó cũng tốt cho người học, là những người mà thực sự thấy rằng là mình có đủ năng lực, mình có đủ khả năng thì mình có thể tiếp cận với những cái cơ sở đào tạo uy tín. Còn mình có một cái năng lực vừa phải, mình có một cái khả năng tài chính vừa phải thì mình có thể phải tiếp cận với những cái cơ sở giáo dục đào tạo nó phù hợp hơn. Nếu coi bộ tiêu chí đánh giá là một chiếc thước, thì các trung tâm kiểm định chất lượng là người sử dụng chiếc thước này một cách hiệu quả và công bằng nhất. Đây được coi là hai yếu tố quan trọng nhất trong việc phân tầng và xếp hạng các trường đại học, bởi nó không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của từng trường, mà nó còn phản ánh bộ mặt của nền giáo dục đại học của cả một quốc gia. 5 năm trước, xếp hạng đại học là vấn đề còn xa lạ ở Việt Nam, nhưng quá trình hội nhập cho thấy việc minh bạch thứ hạng là tất yếu. Hiện bộ tiêu chí đã được xây dựng, có 4 tổ chức kiểm định chất lượng độc lập được thành lập để đảm bảo tính khách quan trong quá trình đánh giá. Vừa qua, Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục của Đại học Quốc gia Hà Nội đã tiến hành cuộc đánh giá ngoài đầu tiên tại Trường Đại học Sư phạm của Đại học Đà Nẵng. Cái điều quan trọng của cái công tác kiểm định này đấy là cái đơn vị cần phải có một cái báo cáo tự đánh giá cho nó có chất lượng, nó minh chứng đầy đủ, rõ ràng. Và sau khi đã có kết quả kiểm định, kết quả đánh giá ngoài, thì cái việc rất là quan trọng đấy là về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xử lý như thế nào, chế tài như thế nào đối với các kết quả đánh giá của các trường. Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đang hoàn thiện hướng dẫn chi tiết thực hiện nghị định phân tầng xếp hạng đại học, lựa chọn tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục. Dự kiến tất cả sẽ hoàn thành vào đầu năm 2016. Áp dụng thử cũng phải lấy ý kiến của các trường, và trên cái cơ sở đó có thể cũng sẽ phải điều chỉnh để làm sao khi thực hiện thì nó đặt toàn bộ hệ thống lên trên một cái mặt bằng chung, khách quan, và nó đánh giá được cái tương quan chất lượng, nhưng mà cũng không nên quá cao hay là quá thấp so với điều kiện của Việt Nam, bởi vì nếu cao quá thì các trường cũng nản, nếu thấp quá thì không định hướng được cho các trường phát triển. Đã có 200 trên tổng số 219 trường đại học hoàn thiện hồ sơ tự đánh giá, cho thấy một tinh thần chủ động của các trường trong việc tham gia phân tầng xếp hạng, vì đây chính là quyền lợi của họ trong cuộc cạnh tranh sòng phẳng và đổi mới giáo dục đại học.